Người Việt Nam ai cũng đã từng bồi hồi khi nghe những câu thơ, những lời ca nặng tình quê hương đất nước. Trong đó có mênh mang khói chiều, có lũy tre thân thương và có cả biển xanh rì rào sóng vỗ. Việt Nam là một quốc gia biển với diện tích biển lớn gấp nhiều lần so với diện tích của lục địa. Biển Đông gắn liền với nước Việt từ thuở khai thiên lập địa, dựng nước và giữ nước. Ngay từ ngôn ngữ mẹ đẻ của người Việt, đất và nước là để chỉ không gian sinh tồn, bảo toàn và phát triển của văn hóa dân tộc. Trong không gian ấy, luôn có những hải đảo xa xôi, nơi ghi dấu những khát vọng của cha ông hướng ra biển cả, mở luồng giao thương và mở rộng tầm mắt. Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam có tọa độ từ 15 độ 45 phút đến 17 độ 15 phút Bắc, từ 111 đến 113 độ Kinh Đông, với chu vi khoảng 518 cây số, được hợp thành từ hai nhóm đảo chính là nhóm An Vĩnh và nhóm Lưỡi Liềm. Khoảng cách giữa hai nhóm đảo này khoảng 70 cây số. Ngoài ra còn có một số đảo và bãi đá nằm tách riêng. Nhóm Lưỡi Liềm nằm ở phía tây, gồm năm đảo chính là Hoàng Sa, Hữu Nhật, Quang Ảnh, Quang Hòa, Duy Mộng, cách quần thể chung khoảng 12 cây số. Xa hơn nữa về phía nam là đảo Chi Tôn. Về phía đông của quần đảo có nhóm An Vĩnh, bao gồm đảo Phú Lâm, đảo Đá, đảo Nam, đảo Trung, đảo Bắc, đảo Cây và đảo Linh Côn. Ngược dòng thời gian, toàn tập An Nam Tứ Chí Lộ Đồ do Đỗ Bá Công Đạo soạn năm 1686 in trong tập Hồng Đức Bản Đồ. Phần bản đồ phủ Thăng Hoa và phủ Quảng Ngãi ở phía ngoài biển đều đã có vẽ bãi cát vàng, nghĩa là Hoàng Sa. Xa hơn trước đó rất lâu, cha ông ta đã đổ mồ hôi và xương máu để bồi đắp mảnh đất Hoàng Sa giữa bao la sóng nước như một phần của nước Việt. Đầu thế kỷ 17, các chúa Nguyễn bổ nhiệm đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải ra đóng ở hai quần đảo này để quản lý và khai thác tài nguyên của đảo. Vào năm 1695, vị hòa thượng Trung Quốc là Thích Đại Sán, sau khi thăm Đàng Trong về đến nước, đã mô tả chi tiết về vạn lý Trường Sa rằng: những vị vua Việt thời trước hàng năm sai thuyền đánh cá đi dọc theo các bãi cát, lượm vàng bạc khí cụ của các thuyền hư hỏng dạt vào. Và đúng 100 năm trước khi sách Khải Đồng Thuyết Ước ra đời, tức năm 1753, có 10 người lính của đội Bắc Hải đến quần đảo Trường Sa. 8 người xuống đảo, còn 2 người ở lại canh thuyền. Bão tới đột ngột, đưa thuyền dạt đến cảng Thanh Lan của Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc khi đó đã cho 2 người lính của Việt Nam trở về quê hương. Sách Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn thế kỷ 18 và Lịch Triều Hiến Chương Loại Trí của Phan Huy Chú thế kỷ 19 đều có nói rõ việc các chúa Nguyễn cử người ra Hoàng Sa quản lý, thu thập đồ vật và thực hiện chủ quyền của Việt Nam một cách hòa bình và liên tục. Dưới triều Tây Sơn, Thái Đức Hoàng đế Nguyễn Nhạc cũng đã ban hành chính sách quản lý đối với Hoàng Sa thông qua việc bổ nhiệm các cai đội tại quần đảo này. Đại Nam Thực Lục Chính Biên, bộ sử của triều Nguyễn biên soạn xong năm 1848, có nói rõ rằng vào năm 1816, tức năm Bính Tý, Gia Long thứ 15, vua phái thủy quân và đội Hoàng Sa cưỡi thuyền ra Hoàng Sa để thăm dò đường thủy. Năm 1836, vua Minh Mạng phái Phạm Hữu Nhật ra Hoàng Sa trông nom việc đo đạc
và xây dựng bia xác nhận chủ quyền. Từ năm 1853, tức năm Tự Đức thứ 6, sách giáo khoa Khải Đồng Thuyết Ước của Việt Nam đã dạy trẻ em về địa lý của đất nước, về những quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong thời Pháp thuộc, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa do người Pháp thay mặt Việt Nam cai quản. Giai đoạn này có những sự kiện cho thấy chủ quyền đối với hai quần đảo là do người Pháp chủ động thực hiện và không có nước nào cản trở hoặc cùng làm. Tại vùng biển Hoàng Sa có hai chiếc tàu là Labenlona và Imeimaru đã bị đắm vào cuối thế kỷ 19. Những ngư dân của đảo Hải Nam bèn thu lượm đồ đồng từ hai chiếc tàu này. Các công ty bảo hiểm của hai chiếc tàu đã phản đối chính quyền Trung Quốc, nhưng Trung Quốc trả lời rằng họ không chịu trách nhiệm vì Hoàng Sa không phải là lãnh thổ của họ. Các tư liệu của Trung Quốc có đề cập nhiều đến sự kiện ngày 5 tháng 5 năm 1909. Tổng đốc Lưỡng Quảng khi đó là Trương Nhân Tuấn đã phái đô đốc Lý Chuẩn đem 3 pháo thuyền ra thăm chớp nhoáng Hoàng Sa rồi về và coi đó như hành động thực thi chủ quyền. Tuy nhiên, đây thực chất chỉ là động thái cho thấy sự lo ngại của Trung Quốc trước sự phát triển mạnh của Hải quân Nhật Bản, chứ hoàn toàn không liên quan đến chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa. Đầu thập niên 30 đó, là cuối thập niên 20 đó, là chính quyền Pháp họ đã tổ chức cái phương thức mà chiếm hữu theo cái phương cách của phương Tây đó, tức là họ chiếm hữu cho Pháp. Và họ sau này họ nói là nhân danh An Nam, nhân danh nước Việt Nam đó, để họ thực thi cái chủ quyền đó và có quyết định là sát nhập vào cái Bà Rịa Vũng Tàu. Năm 1933, quần đảo Trường Sa được sát nhập với tỉnh Bà Rịa. 5 năm sau đó, Pháp đã cho đặt bia đá, xây hải đăng, đài khí tượng và đưa đội biên phòng người Việt ra để bảo vệ đảo Patten, tức là đảo Hoàng Sa của quần đảo Hoàng Sa. Năm 1947, với danh nghĩa giải giáp quân đội Nhật Bản, lính của Tường Giới Thạch đã đổ bộ lên đảo Phú Lâm của Hoàng Sa. Pháp phản đối, rồi gửi quân Pháp Việt trở lại đảo. Khi hai bên đàm phán tại Paris, Pháp đề nghị đưa vụ việc ra trọng tài quốc tế, nhưng chính quyền Trung Hoa Dân Quốc đã từ chối. 3 năm sau, quân đội Tưởng Giới Thạch rút khỏi đảo Phú Lâm. Năm 1951, tại Hội nghị Hòa bình San Francisco, Nhật đã tuyên bố từ bỏ tất cả các đảo chiếm đóng phi pháp. Trưởng Phái đoàn Quốc gia Việt Nam, Thủ tướng Trần Văn Hữu đã khẳng định, và cũng chính vì vậy, cần phải thành thật lợi dụng tất cả mọi cơ hội để dập tắt những mầm mống, các tranh chấp sau này. Chúng tôi xác nhận chủ quyền đã có từ lâu đời của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Trong số 51 quốc gia tham dự hội nghị này, đã không có nước nào lên tiếng phản đối. Trước năm 1956 đó, sau khi hiệp nghị Geneva ký kết đó, trong quá trình giao thời đó, Trung Quốc lợi dụng tình hình đó đưa quân chiếm cái nhóm phía đông của đảo Hoàng Sa. Xong đến năm 58 đó, thì họ định dùng lực lượng vũ trang chiếm nốt cái nhóm phía tây, nhưng một lúc bây giờ cái chính quyền miền Nam Việt Nam đã có một đủ một cái ổn định cần thiết và đã tóm gọn cái lực lượng đó đưa về giam ở Đà Nẵng. Và mãi đến năm 1974, cái lợi dụng khi mà cái cuộc đấu tranh chiến đấu giải phóng dân tộc rồi thống nhất đất nước của chúng ta lên cao,
và cái chính quyền miền Nam Việt Nam đang có những cái sự khó khăn, đang suy yếu, và cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với chính quyền miền Nam cũng không còn sau cái Hiệp định Geneva và Hiệp định Paris năm 72, 73, thì Trung Quốc đã lợi dụng tình hình đó, đưa quân, một lực lượng cả không quân đã lính thủy đánh bộ và cái lực lượng hùng hậu về mặt hải quân ra đánh chiếm và nốt của cái quần đảo, nhóm phía tây quần đảo Hoàng Sa trong cái tay kiểm soát của cái chính quyền miền Nam Việt Nam lúc bây giờ. Và cái những người lính hải quân của cái chính thể Cộng hòa miền Nam đó, thì họ đã chiến đấu khá dũng cảm để bảo vệ, nhưng vì cái lực lượng yếu và trên và không đủ sức cho nên họ để mất cái quần đảo đó vào trong tay của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Và từ năm 74 bây giờ thì họ đã hoàn toàn chiếm đóng cái quần đảo Hoàng Sa của chúng ta. Nhìn lại toàn bộ dòng chảy của lịch sử, có thể thấy những chứng cứ về địa đồ, lưu giữ hành chính của Trung Quốc đều không hề có ghi chép về Tây Sa, Nam Sa, tức là Hoàng Sa và Trường Sa theo cách gọi của Trung Quốc. Một câu hỏi đặt ra là Trung Quốc đã chiếm hữu, sử dụng và đoạt cái vùng lãnh thổ đó một cách hòa bình liên tục trong thời gian dài hay chưa? Thì câu trả lời là chưa. Bởi vì trong rất nhiều các cái tài liệu cổ của Trung Quốc, các bản đồ của Trung Quốc, thì từ trước đến nay đều coi là cái điểm cực nam của Trung Quốc là chỉ đến đảo Hải Nam thôi. Vào thời nhà Thanh, các quan lại Trung Quốc thường dùng câu thiên nhai, hải giác, nghĩa là chân trời góc bể, để chỉ cực nam của đảo Hải Nam ngày nay. Như vậy, ngay trong cả ý niệm, giới cầm quyền Trung Quốc trước thời Trung Hoa Dân Quốc đã không hề coi Hoàng Sa và Trường Sa là một phần của quốc gia này. Do đó không tồn tại một quá trình lịch sử nào như các nhà nghiên cứu Trung Quốc gần đây đã lập luận. Cũng từ việc xử lý tư liệu lịch sử không dựa trên thực tế và thiếu khoa học, dẫn đến sự không thống nhất về bối cảnh, thời gian và không gian, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã đưa chính phủ nước họ đến tình trạng đặt tên gọi các quần đảo ở Biển Đông rất không trật tự. Quan sát bản đồ Trung Quốc hiện nay, giới học giả trên thế giới đều băn khoăn không hiểu các quần đảo Đông Sa, Tây Sa, Trung Sa được xác định dựa trên hệ quy chiếu nào so với lục địa. Ngay cả cái tên đó, thì để Tây Sa cũng mới xuất hiện từ 1909 trở đi mới xuất hiện, và Nam Sa đấy thì sau đến 1947 thì lượng khoảng thì mới ra xuất hiện. Nhưng mà trước đó đấy thì là Nam Sa đấy thì họ là cho là ở Trung Sa đấy, ở quần đảo, ở cái quần đảo gọi là Trung Sa hiện nay đó, Maclesfen đó, thì họ không nhất quán. Bởi vì sao? Bởi vì không có thật. Thì họ đưa ra những cái luận chứng mà nó rất là mơ hồ. Ví dụ chẳng hạn như là 7 lần mà Trịnh Hòa đã xuống Nam Hải đó, về phía Ấn Độ Dương, Malacca nọ kia đấy, thì họ cho rằng là những cái lần đó là thực hiện cái chủ quyền ở tại Tây Sa, nhưng mà chẳng, nhưng mà suy diễn thôi, chứ chẳng có một cái gì là cái bằng chứng là đã đến đó. Cho dù một thế lực nào có dùng vũ lực, ngoại giao hay tranh thủ sức mạnh truyền thông quốc tế, thì sự thật lịch sử và bằng chứng pháp lý của Việt Nam và quốc tế vẫn khẳng định một chân lý duy nhất: Hoàng Sa là của Việt Nam. Quần đảo Trường Sa được các thế hệ người Việt phát hiện, chiếm giữ, cai quản từ thế kỷ 16. Sử sách còn lưu các bằng chứng, tư liệu từ thời vua Lê, chúa Nguyễn. Trải qua bao thế kỷ với nhiều thăng trầm của lịch sử, tiếc thay, một phần của quần đảo này
đã bị các nước khác đánh chiếm, rồi tuyên bố chủ quyền. Quần đảo Trường Sa cách quần đảo Hoàng Sa 350 hải lý, cách Vũng Tàu 305 hải lý và cách Cam Ranh 250 hải lý. Quần đảo trải dài từ 6 độ 2 phút đến 11 độ 28 phút độ Vĩ Bắc và từ kinh độ 112 đến 115 độ Đông. Diện tích các đảo, đá, bãi nổi trên mặt nước tổng cộng khoảng 11 cây số vuông. Tổng số lượng đảo ở Trường Sa là 137 đảo, đá, bãi, không kể 5 bãi ngầm thuộc thềm lục địa của Việt Nam. Trong các hòn đảo thì Song Tử Đông, Song Tử Tây như hai hòn đảo sinh đôi nằm ở cực bắc của quần đảo Trường Sa, ngang vĩ độ với Phan Rang của Ninh Thuận. Chính vì vị trí thuận lợi này mà các chúa Nguyễn cuối thế kỷ 17 thường tuyển mộ các lượt tráng đinh từ tỉnh Bình Thuận xung vào đội Bắc Hải. Đảo Song Tử Đông dài 900 mét, rộng 250 mét, có nhiều bãi cát và san hô, nhiều cây cối xanh tốt. Năm 1963, chính quyền miền Nam Việt Nam đã dựng một bia chủ quyền tại Song Tử Đông. Philippines đóng quân tại đảo này từ năm 1968. Đảo Song Tử Tây hình lưỡi liềm, diện tích nhỏ hơn Song Tử Đông, dài 700 mét, rộng 300 mét. Chính quyền miền Nam Việt Nam từng cho đặt tháp Radar ở đây. Hiện quân đội nhân dân Việt Nam đang trấn giữ hòn đảo này. Cụm thứ hai là cụm Thị Tứ ở phía nam của cụm Song Tử, gồm đảo Thị Tứ và các bãi đá. Gần đó có cụm đảo Loại Tá với các cồn san hô Lan Can hay An Nhơn. Cụm thứ tư là Nam Yết. Phía bắc cụm có cầu tàu đối diện với đảo Ba Bình hiện do Đài Loan trấn giữ. Tại đảo Nam Yết có công sự phòng thủ kiên cố, nơi đặt Bộ Chỉ huy quân của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Việt Nam hiện đang quản lý đảo Nam Yết. Nhắc đến Trường Sa, ai cũng nhớ đến cụm đảo Sinh Tồn ở phía nam của cụm đảo Nam Yết. Sinh Tồn là một trong năm đảo được Hải quân Nhân dân Việt Nam giải phóng đầu tiên trên quần đảo Trường Sa vào năm 1975. Cụm thứ sáu là cụm đảo An Bang ở phía nam của cụm đảo Trường Sa với các bãi đá và đảo duy nhất có tên là An Bang. Cụm thứ bảy là cụm đảo Bình Nguyên gồm đảo Bình Nguyên và đảo Vĩnh Viễn. Ngay sát các bãi đá thuộc thềm lục địa của Việt Nam là cụm đảo Trường Sa. Nơi đây, giữa biển khơi đầy nắng và gió, có tiếng đồng thanh trong trẻo của trẻ thơ ở ngôi trường nhỏ, có tiếng chuông chùa ngân vang như rung lên trong mỗi người dân đảo nỗi nhớ đất liền thân thương. Hiện nay tại quần đảo Trường Sa, Trung Quốc quản lý 8 đảo, Philippines 8 đảo, Malaysia 4 đảo, Đài Loan 1 đảo. Với quần đảo Trường Sa thì hiện nay có 6 bên đã đưa ra cái yêu sách đối với Trường Sa là Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Brunei và vùng lãnh thổ Đài Loan. Theo quy định của luật pháp quốc tế để xác lập chủ quyền quốc gia đối với vùng lãnh thổ thì có thể dựa vào cái phương thức chiếm cứ hữu hiệu. Để quốc gia có thể chứng minh cái sự chiếm hữu thực sự của mình đối với vùng lãnh thổ, trên cơ sở đó xác lập cái chủ quyền thì nó phải dựa trên hai cái căn cứ. Thứ nhất là quốc gia đó đã tìm ra cái vùng lãnh thổ đó, và cái thứ hai đó là quốc gia phải duy trì quyền quản lý của mình một cách liên tục trong một thời gian dài. Áp dụng cái phương thức chiếm hữu thực sự đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì Việt Nam trong thời gian qua đã là quốc gia mà chiếm hữu, khai thác, sử dụng hai cái quần đảo này một cách liên tục, ổn định và hòa bình trong một thời gian dài.
Mặt khác thì các cái bằng chứng lịch sử cũng đã cho thấy rằng Việt Nam chúng ta là cái quốc gia đầu tiên đã phát hiện ra hai cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam luôn tôn trọng chủ quyền của các nước láng giềng, yêu chuộng hòa bình, song luôn cảnh giác và cương quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ của mình. Hoàng Sa và Trường Sa giờ đây và cho đến mãi về sau vẫn là những địa danh ghi dấu trong tâm thức của trái tim mỗi người dân Việt. Dù Biển Đông vẫn còn là chủ đề của những cuộc đàm phán kéo dài. Đó cũng là mặt trận đấu tranh căng thẳng về ngoại giao, kinh tế và quốc phòng trong thời gian tới. Giữ yên Biển Đông, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền của đất nước, thu hồi, giữ gìn từng tấc đất mà cha ông đã để lại là một thách thức, nhưng đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ với từng công dân Việt Nam. Các thế hệ người Việt hôm nay và ngày mai ở trong nước hay ở khắp mọi nơi trên thế giới đều ý thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ lịch sử này. Xây dựng các hải đảo giàu mạnh về kinh tế và vững vàng như tiền đồn chiến lược là một phần quan trọng trong chiến lược biển đến năm 2020 của Việt Nam. Hướng về Trường Sa, hướng về Hoàng Sa bằng những hành động thiết thực luôn là tâm nguyện của hàng ngàn thế hệ người Việt Nam. Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa, tôi mảnh đất quê ta giữa đại dương.